Thưa quý vị, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 12 năm 2021. Kỳ họp dự kiến thông qua 149 tài liệu, thảo luận thông qua nghị quyết chung về nhiệm vụ năm 2022 và 35 nghị quyết riêng. Về những vấn đề còn tồn động theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, qua đà soát còn 41 nội dung tồn động tiếp tục triển khai thực hiện trên cơ sở đó thường trực hội đồng nhân dân thành phố đã chỉ đạo đà soát và giao các ban của hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục giám sát định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện về thường trực hội đồng nhân dân thành phố liên quan đến kiến nghị của cử tri qua đà soát và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân thành phố có 165 kiến nghị thường trực hội đồng nhân dân thành phố sẽ có công văn chuyển ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết theo quy định